Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tựa quay trở lại với cái tựa game GTA 5 nhá. Có nhiều bạn yêu cầu mình chạy bán tải trong cái tựa game ETS 2 các bạn, nhưng mà hiện tại trong cái tựa game nó không có nhiều cái xe gọi là hay ho, nên mình quyết định là qua cái tựa game GTA 5 này để mình trải nghiệm một cái con xe này cho các bạn xem. Đây là một con siêu phẩm gọi là của hãng Ford cho các bạn. Các bạn nhìn biết con Ford gì chưa? Đây, phía sau đích nó có cái model này các bạn. Đây, Ford Ranger nha các bạn. Bản này là bản limited đời 2017 hay sao ấy. Đó, xịn sò cho các bạn. Và hôm nay thì như yêu cầu của nhiều bạn, cũng như là sẽ trải nghiệm những cái cung đường gọi là khó khăn, những đường đồi núi rồi trong tựa game GTA 5 ấy, thì mình quyết định là lấy con này để trải nghiệm cái cung đường này nè các bạn. Đây, các bạn thấy những cái đường mà nét nhỏ mà mờ này không? Đây, đó. Thôi từ từ, đây. Đây, những cái đường nét nhỏ mờ nè. Đây là những cái đoạn đường đồi núi nha các bạn. Thì cái đoạn này, cái đoạn mà dài này nè, tiếp dài nè, đây là cái đoạn núi Chiles. Cái đoạn này mình đã chạy khá là nhiều lần rồi. Và còn một cái đoạn này nè các bạn. Đây, các bạn thấy bên này nó còn một cái đoạn núi không? Cái đoạn này nó rất là hiểm trở luôn, đi nó rất là khó khăn luôn. Đó, và hồi trước giờ hình như là mình cũng chưa trải nghiệm nhiều cái đoạn này cho các bạn xem. Thì hôm nay mình quyết định sẽ trải nghiệm qua cái cung đường núi này cho các bạn xem bằng cái con Ford Ranger này nha các bạn. Và đặc biệt hơn, không thể nào mà đi một mình được. Nãy mình rủ thêm ba đứa em theo nha các bạn. Đây, xịn sò chưa? Đây, một em gọi là rủ nữ sinh đi theo nè các bạn nào. Đấy, đang đi học không cho người ta đi học. Đấy, ui sao ớt kìa. Sao mình vô cái góc nhìn đó sao mình lùng thế nha. Các bạn nhìn cái mặt mình à, nhìn ngay đúng trọng tâm luôn. Đây, còn đây là hai người nữa nha các bạn. Đây, ở sắp kia đó, các bạn thấy không, con mắt mình nó cứ bị lùng lùng sao ấy. Đó, đứng như kiểu là dưới nách người ta vậy đấy, khổ quá. Đây, hai em nữa nè. Đó, hôm nay mình sẽ gọi là dẫn ba đứa em này cùng mình đi phượt trên cái đoạn núi đó nha các bạn. Mình cũng không biết là cái tên cái núi này là núi gì nữa, nhưng mà cái núi này theo mình biết là nó rất là hiểm trở và khó đi. Mình cũng chưa chạy, nhớ mình nhớ không làm, chưa chạy lên cái đoạn này lần nào luôn. Và chỗ này theo mình biết là một thông tin là trên này là lúc 11 giờ là nó có ma ấy. Bạn nào mà muốn mình trải nghiệm ma thì comment dưới nha. Thôi là chỉ trải nghiệm buổi sáng thôi, để đi đường đèo thôi nha các bạn ơi. Ok, ở đây là một cái cây xăng các bạn ơi, có cái bình xăng đó nè, để mình lượm được đây. Bấm me để pick cái bình xăng. Ui, lượm được luôn nè các bạn. Nhưng mà đổ xăng cho xe mình được không ta? Được không? Ok. À, đổ dưới này nè các bạn ơi. Chỉ là đổ ra ngoài thôi. Ô, cái này, cái này mình nghĩ là nếu mà lấy lửa đổ lên là coi chừng nó cháy luôn ấy. Nào, để mình thử coi. Nào. Đây nha. Rồi, ra mấy con nhỏ đi ra. Đi ra chỗ khác. Để mình lấy thử cái súng có cái súng nào mà nó có. Lấy cái cuôn thôi. Một cái đạn lửa đó thôi là mình nghĩ là có thể là tạo ra được cái nguồn lửa rồi đấy. Đây, thử nha. À, ớ, cháy thiệt nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nó, ớ kìa. Ủa, nó đâu có cháy đâu các bạn. Cái này nó kiểu như kiểu nó bốc hơi ấy. Không có cháy các bạn ơi, mà nó kiểu như bốc hơi ấy. Vậy, chữ rồi nghĩ dẹp bà đi chơi trò này không vui rồi. Rồi các bạn thấy đây là có một cái cửa hàng không? Đấy. Hôm nay là mình sẽ ghé vào đây để hỏi thăm ông chủ này nha các bạn. Có nhiều bạn kêu là mình hãy cướp thử những cái tiệm tạp hóa trên đường đi ấy. Đây coi tiệm tạp hóa này bán cái gì nha. Tiệm tạp hóa này có bán đồ ăn đâu các kiểu đây các bạn. Ui, quá trời bánh trái luôn. Ui, cái này cái xúc xích à? À không các bạn, đây là một cái gọi là một cái bình Coca-Cola 1 lít đó các bạn. Đấy là mấy chai nước cái các kiểu. Đó, rất là nhiều luôn, trái cây nữa nè. Ông chú nè. Nhưng mà hôm nay mình không đến đây mình mua đồ đâu, mà mình sẽ xin tiền ông chú để có tiền dẫn gái đi chơi các bạn. Nào ông chú, bao nhiêu tiền? Móc canh lẹ. Ok, ông chú đây. Ok, ông không đưa tiền mình luôn các bạn. Ông nhẫn nhơ các kiểu, ông tưởng mình là chơi súng giả hay sao. Ok, ông xỉu luôn à. Ok, ok. Chết. Hình như mình bị. Ok, công an à. À không phải các bạn ơi, một thanh niên, một thanh niên trẻ trâu tính là vô bắn mình. Nhưng mà không phải. Ơ kìa ông chú, em con tính vô xin tiền ông chú, và cuối cùng ông chú không có tiền cho con luôn à. Lỡ rồi, bắn ông chú luôn các bạn. Khổ vậy liền thôi. Dẫn ba em này đi phượt đây các bạn ơi. Nào lên xe nào, nhanh. Ơ kìa con quỷ kia nó đi đâu vậy? Đi ra đây. Rồi ok cho các bạn.
Xe này sẽ được chở được 4 người. Con này thì bán tải gầm nó cũng cao các bạn. Ui trời, em nữ sinh ngồi kế mình luôn nè. Rồi, một em nữa. À, rồi. Xe ngồi nhìn nó lùng vãi chưởng chưa. Ok, để mình sẽ set GPS chạy ra đây. Nó có hai đầu nha các bạn. Một cái đầu là đi từ đây lên cũng được nè. Một cái đầu sẽ xuống chỗ chỗ này. Đó, bây giờ mình sẽ đi đường này đi. À, đi theo các bạn. Let's go. Let's go, let's go. Ok. Quên sai số tự động mà mình đi gạch số sàn. Ok. Let's go. Đây. Kẹn nó nè. Để coi nó thắt coi. Ok. Nhân vật bị lỗi các bạn ơi, không đánh tay được à. Đó. Vô lăng đánh quá trời luôn mà thằng nhân vật nó không đánh cái tay này các bạn. Đây là cái khu gọi là cái khu nông trường các bạn. Nãy thấy chưa, có chăn nuôi bò đồ các kiểu nè. Đây là chỗ này nuôi bò nhiều lắm nha các bạn. Bò này là bò thả lan giống Việt Nam mình ấy. Đó là Việt Nam mình thả lan ở những cái cánh đồng mà có đồng ruộng đồ cỏ đồ kìa, cho nó tự ăn. Đó. Chứ không có nuôi trong chuồng. Đâu ta cái đường đi vào đâu ta. Đây các bạn ơi, bên trái các bạn là rất là nhiều những cái đồi núi luôn. Mình cũng không biết là cái núi mà mình định đi là cái núi nào nữa. Đây mình phải chạy qua đây. Nào anh trai. Lách vào. Lách vào. Ôi god, có té không vậy? Ok, không té. Ơ, còn chỉ tay chửi mình nữa kìa. Ok. Phải chừng anh trai này gan đó nha. Ui, đây là cái cao tốc các bạn ơi. Quên. Nào, nhường cho em qua với. Chạy qua cao tốc gọi là như là bố đời các bạn. Ok. Đây là cái đường mà chúng ta sẽ đi vào à. Ok, đấy là các bạn. Ui, có cả những cái người phượt thủ, người ta đi phượt nữa kìa các bạn. Thấy chưa? Đây người ta sẽ đi bộ, còn mình không đi bộ bạn, mình đi xe. Cái sang chảnh nha. Hello, hai anh trai có gian không? Lên chở luôn nè. Hai anh trai. Hai anh trai khinh thường mình các bạn. Có xe không chịu đi với mình. Hai anh trai đòi đi bộ rồi. Đấy thì mình đi thôi các bạn. Mình chở ba em gái mình đi thôi. Lên núi nào. Đây là cái đường mòn thôi nha các bạn. Nó không phải là một cái đường làm cho xe chạy, mà nó là một cái đường mòn bình thường thôi. Đó, để cho những người phượt thủ người ta đi. Mình sẽ chạy lên. Và cái núi này mình cũng không biết là nó có cao lắm không nha. Để mình xem thử cái nào. Ui, đây, có thể là cái núi này. Nó cũng không phải gọi là cao lắm mà. Đường nó cũng đi bình thường. Nè, đi lên tiếp trên này nè. Mong là xe mình sẽ lên được nha các bạn. Ý, đây cũng có một chiếc bán tải đó nè. Chiếc này chắc cũng đi phượt lên đây á. Một cái bậc thang thôi xong rồi. Lên cái bậc thang này không được các bạn ơi. Ý, chỗ này như người ta cắm trại trên này thì phải. Nào nó chạy lên coi coi. Ui, người ta cắm trại trên này nhiều lắm luôn nè các bạn ơi. Ui, hello mọi người nha. Đâu, mình xuống mình coi đó đây. Ui, có cả con chó đó nè. Nào, con chó. Con chó. Mình bấm nhầm đạp đó luôn rồi các bạn. Sao ghi con chó chứ. Con chó có sao không vậy? Nó vẫn không sao mà nó chạy mất tiêu rồi. Ok mọi người, cái gì đó mà chạy hết trời. Ý, hồi nãy mình có cái xăng mình đổ vô lửa nó cháy không ta? Nãy là cái xăng là số mấy quên rồi. Ê, có cái bình xăng nè. Ai bây giờ mình lên đây mình test lại các bạn. À nè, có lửa. Nào bây giờ mình sẽ đổ xăng nha. Ê, hồi xong rồi. Ui, nó nổ luôn. Nổ văng cái bình xăng luôn rồi các bạn ơi. Ok, cháy lan luôn rồi kìa. Rồi, coi như em không biết kìa đi. Đi nè mọi người ơi. Nào. Đi. Coi như em không biết gì hết trơn nha. Ơi, mình chỉ test coi là đổ xăng vào coi nó cháy được các bạn. Mình dục cái nó nổ luôn rồi. Kìa kìa. Vãi chưa. Thôi đi. Tiếp tục hành trình đi phượt lên cái núi này nha các bạn ơi. À. Ôi giời. Ôi. Ai gặp hai người phượt thủ mới rồi các bạn. Nào. Hai anh ơi, như đây là một người chị, một chị đúng không ta, một anh một chị đúng không? Nào. Ok. Vào cho em đi qua với anh trai. Đây là anh da đen các bạn. À, hai anh luôn các bạn ơi, hai anh luôn. Anh này nhìn trắng quá, tưởng BD, tưởng con gái. Ơ kìa, thôi xong rồi các bạn ơi. Hình như cái dốc này mình lên không nổi luôn ấy. Lên lên nào, nào lấy chân lên. Ui, cuối cùng lên được rồi. Nhưng mà chỗ này là cái bực thềm mà. Chạy lên đây nè các bạn ơi. Ok, nào lấy chân, bỏ lên
Đường rất là quanh co các bạn à. Đó, mình cứ bò theo cái đường mòn này nè để mình đi lên. Chỗ này hẹp thế. Chỗ này hẹp quá, để mình lùi lại tí nha. Rồi, ok. Đó, công nhận con Forerunner rất là mạnh luôn các bạn. Những cái dòng bán tải đa số là những cái dòng xe hai cầu ấy, nên là cái độ leo dốc của nó rất là mạnh. Bán tải mà dùng để leo núi thì thôi quá hợp lý luôn rồi các bạn. Ui, nó còn lên cao nữa các bạn ơi. Lúc đầu mình tưởng cái núi này nó thấp lắm, nhưng mà không, nó lên cao phải thôi. Ui, bên trái mình là biển đó các bạn ơi, đẹp phải chưa nhá. Ui, biển xa tiếp mà kêu luôn nha. Ui, cái chỗ này là cái cua rất là gắt luôn. Nè, mình để mình xử lý qua cái cua này coi. Đây, đó. Rồi, nhắm lên. Ơ kìa. Hả? Sao chạy hết được rồi? Nào, lên. Lên. Nhắm bắt đầu. No được, không được. Đây, làm lại. Rồi xong, đụng gãy cái cột người ta luôn rồi. Đi coi xe mình nãy giờ chạy. Ui dồi, chạy rồi nè. Chạy luôn cái mỏ xe rồi. Chiến phượt đợt này là về xong rồi sửa xe thấy bà nội luôn. Nhưng mà không sao. Mình gọi là đi phượt là chính mà các bạn, sửa xe là phụ thôi. Nên là không sợ nha. Ui đẹp quá các bạn ơi. À, mình đứng từ bên này mình thấy luôn cả cái núi Chiles bên kia các bạn. Đó, bên cái núi Chiles đó là cái núi cao nhất trong cái tựa game ETS 2 này. Ui, mình leo đây mình nhìn được toàn cảnh thành phố nè. Xung quanh được bao phủ bởi núi nè. Bên trái mình là biển nè. Đẹp phải chưởng luôn ấy. Ok, mình vẫn đang tiếp tục bò lên. Cao hơn nha các bạn. Cái đoạn này bắt đầu là cao hơn rồi đấy. Ồ, ở đây nó có một cái hàng rào nữa nè. Người ta có xây dựng ở chỗ này cái hàng rào đó các bạn. Mình cũng chả biết làm gì luôn. Xây dựng thì xây dựng hết, tự nhiên xây dựng có một đoạn đó à. Rồi, lên dốc này luôn. Ui, mình đang lên cái chỗ này nó kiểu như là một cái sóng lưng của cái núi các bạn, nó có một cái lưng cái sóng, cái đường sóng lưng ấy. Nè. Ủa, như lên tới đỉnh bà đó giờ các bạn ơi. Đúng không ta? Ừ, mình lên tới đỉnh núi rồi. Nè. Đúng rồi các bạn ơi, đây là cái địa điểm cao nhất trong cái núi này rồi. Từ. Ok, sao nó chuột xuống bà nó rồi. Như vậy là mình lên được đến đỉnh núi rồi nè. Nào, để mình lui lại coi. Ok, nó trượt dốc xuống cho các bạn. Trả xuống gờ mình nó lui lên cũng không nổi luôn. Lui lên lại. Đấy, mình phải đậu ngay đỉnh núi nè. Đấy. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Cuối cùng mình đã chinh phục được cái núi này rồi. Wow, rất là cao luôn ấy. Cho các bạn, để mình bay cho các bạn xem nha. Này, thấy chưa các bạn? Rất là cao luôn mà các bạn nhìn xuống dưới kìa. Đó, mình chinh phục lên được tới trên này rồi. Xịn thế nhờ. Ui, có anh trai phượt thủ để đi đây nữa nè. Anh trai ơi, có đi ké em xem không? Hả? Anh trai, có đi ké xem không? Ok, sao em hỏi anh không trả lời đấy anh trai? Anh trai em hỏi sao anh không trả lời đây? Quýnh anh trai chúi nhủi luôn. Ok, anh trai sợ anh trai chạy luôn rồi. Nào anh trai, rủ anh trai đi xe chung mà anh trai không đi. Thôi, anh trai không đi thì mình đi tiếp các bạn ơi. Hồi nãy giờ thì mình lên núi phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ thử thách rồi là chạy xuống núi các bạn. Ok, mấy em gái mình nó không lên được rồi. Bây giờ mình phải chạy xuống đây này cho thấp lên một tí mới được. Rồi, nhanh lên. Kìa, cái xe nó cứ chuột thế nhờ. Trả số B nè. À, trả số B nó dừng lại luôn nè. Ok, không cho em nữ sinh ngồi đằng trước à, đổi chỗ cho các bạn. Em này ngồi đằng trước rồi. Rồi vô số 1 đi tiếp. Bây giờ mình sẽ đi xuống núi nha các bạn. Ui, anh trai nó lên được tới đỉnh núi đứng chụp hình được các cậu yếu nữa. Ui, cái đường xuống dốc thế nha. Các bạn nhìn cái này, cái đường xuống. Ý, con báo kìa các bạn. Ui, con báo đó mà nếu mà các bạn ở dưới chắc nó rượt nó cắn các bạn thiệt luôn ấy. Con báo đó là nó cắn người trong này luôn ấy các bạn, nó rất là ghê. Mình có nên là tiêu diệt con báo đó không giờ? Con báo đó là rất là nguy hiểm các bạn. Ê, con báo đứng lại coi. Ui, cái đường xuống dốc phải nổi ngang. Cái đường này nó còn xuống còn khó hơn cái đường hồi nãy nữa. Ừ, hôm nay mình sẽ đi cái đường
từ bên kia qua đúng không? Nhưng mà tập sau nếu các bạn nào muốn mình trải nghiệm con xe gì ấy. Ôi, con báo té rồi kìa. Con báo nó té xuống núi rồi các bạn ơi. Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy? Ôi, không thấy được các bạn ơi, con báo nó mới té xuống ấy. Tuần sau nếu các bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục xe gì nữa thì các bạn comment ở dưới, mình sẽ chạy ngược cái đường núi này cho các bạn xem. Mình sẽ chạy ngược lại. Thấy một cái dốc xuống rất là gắt luôn nè các bạn, thấy chưa? Phải ôm lái, hết lái luôn, hết lái luôn. Ok. Quá mượt mà. Ư, xuống nghiêng cái vậy. Ok, ngon lành. Nguy hiểm vãi nồi luôn, nên mình lái thử ở trong xe cho các bạn xem nha. Nhưng mà trong xe thì nó lại bị lỗi cái tay ấy, nên các bạn thông cảm nha. Đây, giờ mình sẽ quẹo trái nè. Đó. Ui, dưới này nó có cái hồ nè các bạn. Ui, dưới kia nó có cái hồ kìa. Cái hồ này mình không biết là có cái gì không nữa. Nào nào nào, đi ghé xuống cái hồ coi thử. Coi cái hồ này nó có gì không, hay là nước bình thường thôi. Nào, mấy em gái xuống tắm hồ nè. Ui, đi chơi sẵn đi tắm luôn các bạn. Ui. À, cái hồ dưới này kiểu là nó đá không mà các bạn, cũng chả có gì hết trơn á. Đâu rồi, mấy nhỏ em gái ở đây. Ui, nó bơi cũng dữ kìa các bạn. Nào, 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 nào. Lặn xuống sao quên rồi ta. Ôi kìa. Nào, nào, nào. Nó cứ bơi ở trên thôi mà mình hết biết nút lặn nút nào luôn nha. Cây vãi nè. Ui, tự nhiên ở trên núi mà nó có cái hồ nước như vậy nè các bạn. Nhìn nước nó kêu nó trong trẻo ấy. Thế là mình nghĩ là nước mưa trên núi nó đổ xuống ấy. Nè, mà nên nó có một cái đường mòn ở đây không? Nghĩa là nước mưa nó đổ xuống cái này, này như kiểu là nó có một cái thung lũng ở chỗ cái núi này ấy. Nước mưa nó đổ xuống nó tạo thành một cái hồ như vậy luôn. Đã nha. Có cái hồ đó ngoài đời thì chắc bay xuống tắm mát rượi luôn ấy các bạn. Tắm giữa núi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống nha. Ok. Wow, cái đường mòn xuống nó khá là nhỏ luôn nha các bạn. Ý, con báo. Nào, con báo đứng lại. Con báo đứng lại. Nào, mình đụng con báo. Ê, con báo đây. Con báo còn tỉnh không? Ờ thôi, con báo nằm luôn nha các bạn ơi. Mình đã tiêu diệt thành công một con báo rồi. Nhưng mà trong khu rừng này còn rất là nhiều con báo nha các bạn. Ui, đây nó có một cái đường hàng rào nữa nè các bạn ơi. Cái hàng rào này làm dài lắm. Chỗ này một cái nữa nè. Wow, được cái hàng rào xịn sò vãi chữ. Đó, chạy xuống. Ây da. Quẹo này tiếp tục. Đường rất là nhỏ luôn ấy các bạn. Đây là một cái con đường mòn bình thường thôi. Đường mòn này mình nghĩ là xe máy chạy được ấy. Xe máy chắc chạy nhiều ấy. Đường này có thể là người ta đi nhiều lắm nên người ta mới làm xây dựng cái hàng rào như vậy nè. Các bạn này mình lái kinh khủng chưa? Ok. Còn rất là nhiều cái đường nhỏ nữa các bạn, nó có nhiều cái nhánh để rẽ nữa ấy. Nhưng mà thôi mình đi theo cái GPS này để cho hết cái cung đường núi này cái đã. Trượt bánh. Ôi kìa. Ôi là trời, cái đường này mình thấy là thôi xong rồi. Không như cái hàng rào luôn nha. Cái đường xuống này mình thấy nó còn khó hơn cả cái đường lên hồi nãy các bạn. Nên là để tập sau mình đi lên bằng cái đường bên này ấy, coi nó như thế nào. Bò. Ôm cua. À. Đổ dốc. Nhưng mình gần xuống được tới dưới núi này nè. Dưới này mình nhớ có một cái nhà nha các bạn. Cái dốc gì kinh vậy. Cái dốc nè. Đạp thắng lại.
Ui thắng luôn, đứt thắng luôn nha. Ok. Ok, xuống được dưới núi hay gì rồi nè các bạn ơi. Bên này mình thấy có mấy cái lều nè, người ta chuẩn bị làm lều ở đây để người ta cắm trại hay sao ấy. Nè có mấy chiếc xe nè, ui có cả chiếc xe bán tải upload rất là cao luôn nè. Rồi như vậy là mình đã xuống núi thành công rồi nha các bạn. Ê con này nó xém sắn vào bên này là hung nữa luôn rồi. Con này nói chung là được một cái là tốc độ nhanh với lại là nó mạnh nữa các bạn, nên là mấy cái núi này nó vượt rất là easy luôn. Đây nó có cái nhà nè các bạn. Ồ ghé vào nhà này chơi luôn. Ok. Rồi xuống xe nào. Đó, đây là cái nhà gì ta? Không biết nữa các bạn, nhưng mà ngoài này nó có một cái ngọn hải đăng nè. Ui rất là đẹp luôn. Người ta chuẩn bị đua thuyền được các kiểu đó nha. Ui đã thế nha. Đi tắm biển không mấy em ơi? Đây gọi mấy em gái xuống để tắm biển các bạn ơi. Kìa cái núi hồi nãy mình vượt kìa các bạn. Đó. Ở trên cái núi này nè các bạn, nó để mình để cái súng nhắm trên núi nè các bạn, đỉnh núi này nè. Theo mình biết là lúc mà tầm 11 giờ đêm á thì các bạn lên cái đỉnh núi này các bạn sẽ thấy một cái hồn ma nữ ấy. Thì nếu mà các bạn nào muốn mình gọi là khám phá hoặc là chi tìm gọi là hồn ma nữ đó thì các bạn comment ở dưới nha. Mình sẽ làm trong tầm sau cho các bạn xem. Đụng bên trai té xuống dưới luôn kìa. Ok anh trai không biết lỗi à. Nào anh trai. Ok anh trai không biết lỗi tự nhiên chết chìm luôn các bạn. Rồi thôi mình đưa em nữ sinh này đi ra biển chơi luôn. Nào đua không mấy anh trai. Đua cái dạ rồi thôi xong té mẹ nó nha. Mình có thể là tham gia cái trận đua tàu ở đây nha các bạn. Ok nhưng mà thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây. Bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký đúng học kênh của mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.